FireSmart giới thiệu bộ thiết bị báo cháy không dây tiết kiệm chi phí, dành riêng cho tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Bộ thiết bị cho mỗi nhà bao gồm một thiết bị báo cháy tự động không dây, chạy bằng pin, một bộ nút nhấn báo cháy có tích hợp còi báo động âm lượng lớn, và một đèn báo cháy. Khi một nhà trong tổ liên gia nhấn nút báo động, chỉ riêng đèn báo cháy ở nhà đó nháy sáng, và còi báo động ở tất cả các nhà trong tổ liên gia sẽ cùng phát ra âm thanh. Đây là mô hình cho một tổ gồm 5 nhà gần nhau, thiết bị giữa các nhà kết nối không dây với nhau, bằng sóng radio ở tần số 434 MHz. Khoảng cách giữa hai nhà liền kề không xa nhau quá 20 mét. Khi một đầu báo cháy tại một nhà phát hiện khói hoặc nhiệt độ tăng bất thường, đèn của nhà đó sẽ sáng đỏ, và chuông báo động ở tất cả các nhà trong tổ liên gia sẽ cùng báo động. Tương tự như vậy, khi một nhà chủ động nhấn nút báo cháy, chuông ở tất cả các nhà khác trong tổ liên gia sẽ cùng phát cảnh báo. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website hoặc liên hệ với các đại lý trên toàn quốc để được phục vụ. Xin trân trọng cảm ơn.